Ngày 21 tháng 8, Công an xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Chợ Gạo về xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 người không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo chỉ thị 16 của Chính phủ, mức phạt là 15 triệu đồng mỗi người. 7 người bị phạt là Võ Đại Nhân, sinh năm 1993, cư trú thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, tạm trú ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc; Phan Anh Tài Nhân, sinh năm 1994; Võ Quang Vũ, sinh năm 2003; Nguyễn Văn Vẹn, sinh năm 1998; Trần Minh Hiếu, sinh năm 1990; Nguyễn Thanh Luân, sinh năm 2000, cùng cư trú ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc; và Nguyễn Thị Kim Quyên, sinh năm 1984, cư trú ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho. Ngoài mức phạt 15 triệu đồng do không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người, Nguyễn Thanh Luân và Phan Anh Tài Nhân còn bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Vào ngày 18 tháng 7, Vũ, Luân, Vẹn, Hiếu và Nhân cùng uống rượu bia tại nhà của Vũ ở ấp Lương Phú B. Lúc này, tại nhà Quyên cũng đang tổ chức uống rượu bia. Biết nhà Hiếu bán bia nên Quyên kêu Hiếu đem bia đến giao. Giao bia xong, Hiếu ở lại uống bia cùng với Quyên và Võ Đại Nhân. Sau đó giữa Hiếu và Đại Nhân xảy ra mâu thuẫn, Hiếu kêu Luân, Vẹn và Tài Nhân đến đánh nhau. Hậu quả Đại Nhân và Quyên bị thương và tất cả cùng bị phạt do tụ tập uống rượu bia trong thời gian giãn cách xã hội.